Nhã Lê bị người ta ghét lắm. Ghét như này nè chị em. Chị phải thông cảm. Chị thấy em có bước ra khỏi phòng không? Chị biết. Em không ăn, không ăn, có uống thôi, không đi vệ sinh luôn đó chị. Chị thông cảm. You serious? Thông cảm. Chị mới xuống sân bay luôn á, chị ngồi chờ em tại nãy giờ. Có quà hai chờ chị. Đuối muốn chết luôn. Tội nghiệp chị không? Ăn liền. Em đâu có đuối đâu. Dạ, con kêu chị. Mỗi ngày một viên. Rất là nhiều dinh dưỡng. Nó là kẹo găm hả chị? Kẹo nha, giống như kẹo găm mất thì nó dễ chịu. Nhưng tại vì nó lập cái nắp bảo đảm cho nó phải nhúng cái em về. Tại sao con nít ăn nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ ok, thích rồi đúng không? Đó, ok, đang kêu chị rất nhiều. Rồi để mấy bữa nó cái mắt nữa hả chị nè. Dạ xong, đang kêu chị nha. Dạ.